này, tôi muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện việc hiểu rõ. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, tức đang bơi trong biển khổ. Thế nên, không một ai là chẳng muốn thoát khỏi biển khổ này. Tuy nhiên, muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp, bàn về chân đế của Phật Pháp. Nói nghiêm túc thì không pháp nào có thể thuyết được, vì chỉ là hình tướng trên lời nói, ngôn ngữ. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu còn dùng lời mà nói thì không phải là pháp chân thật. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn tánh không đồng, nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn. Phật Pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra 5 tông phái như Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì đã quá đủ rồi, vì họ biết rằng chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt. Người mới học Phật Pháp lại phát sanh ra nhiều ý kiến, mỗi mỗi phân rõ tông này phái nọ vân vân, rồi khen mình chê người, làm tổn hại giá trị giáo hóa vi diệu của Phật Pháp. Phải biết rằng một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, chứ chẳng phải là cứu cánh. Đối với người chân thật dụng công thì những phương tiện này thật không cần thiết. Tại sao? Vì động tịnh vốn nhất như bóng trăng xoay khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chướng ngại. Người bị chướng ngại như mây che trời xanh hay nước trong bị dẫn đục. Nếu có chướng ngại, tuy có trăng mà ánh sáng không hiển bày, nước tuy trong mà trăng không hiện rõ. Chúng ta những người tu hành, nếu muốn hiểu rõ lý đạo, phải biết tự tâm như trăng rằm mùa thu, không nên hướng ngoại tìm cầu mà phải xoay lại ánh sáng trong tâm mình, tức là hồi quang phản chiếu. Một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chứng đắc. Khi ấy làm gì lại có danh tướng sai biệt? Nhân vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vọng tưởng chấp trước tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật cùng chúng sanh nào có khác biệt chi đâu? Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội nguồn thì đồng nhau không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp có 2 tông phái rất thịnh hành là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Tuy nhiên, có một số tăng chúng lại coi thường giới luật. Điều này thật không hợp lý đạo. Yếu nghĩa căn bản của Phật Pháp là dựa trên 3 chữ giới, định, huệ. Giống như tòa trầm hương có 3 chân, nếu thiếu mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy, chúng ta người học Phật Pháp, mỗi người phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền Tông khởi nguồn từ lúc Đức Thế Tôn tại Hội Linh Sơn đưa cành hoa lên dạy đại chúng. Chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp là mỉm cười chúng chiếm, còn mọi người đều không hiểu gì. Đó là tâm tâm tương ứng, truyền ngoài giáo lý, tức mạch nguồn của Phật Pháp. Đối với câu niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ cùng các pháp môn khác như đọc kinh, trì chú, vân vân,
đều là các pháp, các đức dòng sanh tử. Có người nói thiền tông là pháp đốn ngộ nhanh chóng, còn tông tịnh độ chỉ là pháp tìm thứ chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng, thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói, pháp không có đốn ngộ hay tìm thứ, nhưng người kiến đạo thì có nhanh, có chậm. Chúng ta nên biết rằng, mỗi mỗi pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả. Quý vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu pháp môn đó, chứ đừng khen mình, chê người, sanh khởi vọng tưởng chấp trước. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là phải tôn trọng, giữ gìn giới luật. Người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm ngặt, lại còn nói bao lời cao ngạo rằng giữ gìn giới luật cẩn mật là chấp trước, thật rất nguy hiểm cho Phật Pháp. Thiền tông chính là pháp môn tâm địa. Sau Tổ Ma Ha Ca Diếp, thiền tông được triển chuyển, truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc, đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu ở Đông Độ, được trao y bát, lưu truyền chánh pháp, một thời hưng thịnh. Luật tông có tôn giả Ưu Ba Ly là vị đứng đầu. Tôn giả thừa thọ lời phó chúc của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp, khiến họ nương vào đó mà tu hành, tức là lấy giới luật làm thầy chỉ đạo. Sau đến đời tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ tư của thiền tông, phân giới ra làm năm bộ luật. Nước ta có lão nhân Nam Sơn là luật sư Đạo Tuyên, y theo bộ Đàm Vô Đức, viết sớ sao mà phụng hành, được xưng là Trung Hưng Luật Tổ. Lão nhân Bắc Tề ở núi Thiên Thai xem bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, liền phát minh tâm địa. Lão nhân Đỗ Thuận lấy kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập tông Hiền Thủ. Ngài Huệ Diễn đề xướng tông Tịnh Độ. Chính tổ sư kế tục nhau tương truyền. Sau ngài Diễn Minh, chư tổ sư bao thời đại đều dùng thiền tông mà hoàng dương tông Tịnh Độ, như dung hòa nước với sữa. Tuy tông phái có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cành hoa mà Đức Phật đưa lên. Thật vậy, thiền tông cùng Tịnh Độ tông xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết. Thế nên chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoàng dương Phật Pháp. Mật tông do tôn giả Bất Không, Kim Cang Trí, vân vân truyền vào Trung Quốc. Đến đời thiền sư Nhất Hạnh, do công nỗ lực của ngài, mật tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hổ tương hoàng dương Phật Pháp. Vì vậy không nên phân biệt cửa ngõ môn đình, và ngược lại thì tự làm tổn thương đạo pháp. Nếu cứ công kích hút đá lẫn nhau mãi thì thật không hiểu rõ được tâm ý của Phật Tổ. Người xưa thuyết pháp như lấy lá vàng dỗ con nít khóc. Lão nhân Triệu Châu nói, chữ Phật tôi không muốn nghe, niệm một chữ Phật phải xúc miệng cả ba lần. Vì thế có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, mà cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông già bà cả, hoặc nói tham thiền là vọng không như ngoài đạo. Tổng quát, nếu tôi nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia, rồi cứ thế tranh luận mãi mà không chịu tu, thì thật là bội bạc bổn hoài của Phật Tổ, khiến cho người ngoài có cơ hội công kích, hủy phá tiền đồ Phật giáo.
kết quả thật rất tai hại. Do đó, hương dân tôi đặc biệt nêu lên vấn đề này. Hy vọng quý vị lão tham học cùng các vị mới phát tâm học Phật Pháp đừng nên phạm vào lỗi này. Nếu cứ làm mãi như thế thì đưa Phật giáo vào con đường cùng, mà phải biết tất cả đại lộ đều thông trường an. Người học Phật phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Lục và tập Muôn Thiện Đồng Quy của lão nhân Vĩnh Minh. Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, và cũng phải hiểu rõ tịnh độ là xuất phát từ tự tánh, xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chớ hướng ngoại tìm cầu. Nếu chúng ta hiểu rõ được những chân lý này thì tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được, nói về tịnh độ cũng hay. Hoặc muốn giảng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt. Cho đến nói có, nói không đều đúng cả. Thật sự, mỗi sắc mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của trung đạo. Tự tánh là Di Đà, duy tâm tức tịnh độ, xả bỏ liền đến bờ giác. Tại sao có nhiều dây nhợ trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dẹp hết tâm phàm thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Hiểu rõ được như thế thì sẽ đoạn trừ được vọng tưởng, kiến chấp, tập khí, tức làm Bồ Tát và làm Phật Tổ. Ngược lại sẽ mãi mãi làm chúng sanh. Người niệm Phật cũng đừng nên có kiến chấp thái quá, nếu không sẽ như uống thuốc độc. Vì tập khí sâu dày từ đời vô thủy nên khó dẹp trừ vọng tưởng. Thế nên dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng. Niệm mãi không quên khiến vọng niệm tự tiêu trừ, cõi tịnh liền hiện, thì tìm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức.